Mến chào cô chú bác anh chị và các bạn. Đây là món gà chiên bơ và bầu xào. Mình ăn kèm với nước chấm. Mời bà con cùng vào bếp và làm món gà chiên cũng như là cùng dùng cơm với gia đình mình. Thì gà này mình mua ở chợ có sơ chế sẵn rồi. Bây giờ mình sẽ cắt khúc ra rồi trộn với một gói bột nêm mì, một chút xíu nước mắm và 50 g bột mì để làm bánh bông lan á. Xong rồi mình chiên lên với bơ, còn bầu thì mình xào ha. Bầu xào mình nêm thêm một chút xíu nước mắm và một chút xíu đường rồi mình dùng cơm. Gà chiên mà chiên chưa? Chưa, đang chiên. Thôi bỏ trong miếng gà chiên đi. Bữa này làm gì vậy? Là sao? Sao mềm hết cho.
hân hạnh phục vụ quý khách. Cong lưng mình. Đó không để mà người ta cười. Rau củ dừa đồ bán nó ăn cái tới sáng người ta dẹp nguyên đoạn này nè. Chợ đêm vui. Lần đầu tiên tôi đã ngã và ngay chỗ ra tôi không gọi ở ngay yên trước mà nó
này trúng thì lần trước lần mày rồi lần sau lần đó mẹ không nhớ cái nồi cà ri sao hết cũng cũng hết chữa luôn. Thank you.